Trần Nhật Phong mến chào tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật chiều tối ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trước khi đi vào phần tin tức ngày hôm nay, vẫn cho phép Phong được cảm ơn thẩm mỹ viện Gangnam Kali đã bảo trợ cho TMP Channel. Quý vị nào muốn có gương mặt đẹp hơn, thân hình gọn nhẹ hơn hoặc sửa lại những phần sửa hư, sửa xấu từ Việt Nam, quý vị có thể liên lạc trực tiếp với thẩm mỹ viện Gangnam Kali qua số điện thoại ngay trên màn hình của quý vị là 714-227-5789, 714-227-5789 hoặc gửi email là thẩm mỹ viện gangnamkali@gmail.com. Thẩm mỹ viện gangnamkali@gmail.com để biết thêm chi tiết. Cảm ơn thẩm mỹ viện gangnamkali rất là nhiều và cũng cảm ơn tất cả các khán giả. Và bây giờ như thường lệ chúng ta vẫn bước vào phần tin tức mỗi buổi chiều của chúng ta. Đầu tiên hết là lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga cho biết họ không có giao tranh và không can dự vào cuộc chiến tại Ukraine. Bản tin mới nhất từ Moscow cho biết nhóm lính đánh thuê của Nga là Wagner cho biết vào ngày thứ hai là họ chỉ điều hành cái công việc của họ ở tại Phi Châu và ở quốc gia đồng minh của Nga là Belarus, và lực lượng của họ không hề đã lâu không có hề can dự vào cuộc chiến tại Ukraine. Ukraine trong ngày Chủ nhật đã kêu gọi Belarus là rút quân của họ ra khỏi khu vực ở biên giới mà đã khai triển, nơi mà đôi bên đã chia sẻ đường biên giới, trong đó bao gồm luôn cả lực lượng đặc nhiệm của Belarus và các lực lượng lính đánh thuê của Wagner. Và trong một bản statement hiếm hoi, nhóm này cho biết là họ chỉ làm việc và làm việc ở tại Belarus và ở tại Phi Châu mà thôi. Chúng tôi không có đơn vị của công ty nào của chúng tôi ở trong lực lượng vệ binh của Nga và không có một cái đơn vị nào của chúng tôi nằm trong cái lực lượng quốc phòng của Nga hay bất kỳ một chỗ nào. Và Wagner đặc biệt là chỉ là thực hiện những chiến dịch quân sự đặc biệt trong cần thiết, và họ nói rằng Điện Kremlin đã đề nghị họ tham gia cuộc chiến tại Ukraine. Tuy nhiên họ đã từ chối điều này và hiện nay thì chúng tôi không có hoạt động gì ở tại chiến trường của Ukraine. Và Wagner được xem là có vai trò rất lớn tại Phi Châu, đặc biệt là ủng hộ cho lực lượng quân phiệt ở tại Mali, nơi mà được xem là đang gây lo ngại cho khối Tây Phương. Tại Ukraine, nhóm này đã từng có một cuộc giao tranh lớn, một phần trong cuộc chiến của nỗ lực của Nga, và đã kéo dài từ năm 2022 cho tới tháng 5 năm 2023. Đây được xem là một trong những thông báo mới nhất của lực lượng lính đánh thuê Wagner. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Trung Đông ngày hôm nay, lực lượng Hải quân Hoa Kỳ và hai cái hàng không hạm cùng với lại cái đoàn tàu tác chiến của họ vẫn tiếp tục duy trì ở tại Trung Đông. Bản tin mới nhất cho biết thì lực lượng Hải quân của Hoa Kỳ với hai đội tàu tác chiến và hai hàng không hạm được khai triển tới Trung Đông sẽ tiếp tục duy trì lại cái sự hiện diện của họ tại khu vực này trong tình trạng được báo động cao. Chiếc hàng không hạm Theodore Roosevelt cùng với là chiếc hàng không hạm Abraham Lincoln cùng với hai đội tàu tác chiến của họ đang nằm dưới sự chỉ huy của Trung tâm Chỉ huy Hoa Kỳ, chịu trách nhiệm cho vấn đề gọi là an ninh tại đây, và họ sẽ ở lại đây thêm vài ngày nữa và chưa có lệnh di dời đi nơi khác, và hiện vẫn chưa rõ là những chiếc tàu này có được trang bị vũ khí nguyên tử hay không. Tuy nhiên thì phía Hoa Kỳ cho biết là họ cần có hiện diện ở Trung Đông để thay thế cho chiếc Roosevelt mà chiếc Lincoln đáng lý là phải tới đây. Tuy nhiên do tình trạng gọi là bất ngờ ở tại Trung Đông, và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ là Lloyd Austin đã ra lệnh cho cả hai chiếc tàu hàng không mẫu hạm này cùng với đội tàu tác chiến của họ vẫn tiếp tục duy trì sự hiện diện tại khu vực ở Trung Đông. Việc này diễn ra chỉ vài giờ sau khi mà Do Thái và Hezbollah đã có cuộc giao tranh nặng nề ở khu vực biên giới của Lebanon và của phía Bắc Do Thái, trong đó có dấu hiệu cho thấy là Do Thái có thể sẽ đối phó với cuộc tấn công trả đũa từ phía của Iran. Và lần cuối cùng mà đội tàu tác chiến hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ thực hiện sứ mạng của họ tại Trung Đông một lượt là năm 2020. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất mà Bộ Quốc phòng đã đưa ra, trong đó gần như là do tình hình biến động bất ngờ tại Trung Đông khiến cho hai đội tàu này được lệnh phải ở lại cho tới khi mà có cái lệnh mới. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, văn phòng Bộ trưởng Tư pháp của Venezuela đã gửi một cái thư mời thứ hai cho nhà lãnh đạo González. Bản tin từ Caracas cho biết thì văn phòng Bộ trưởng Tư pháp của Venezuela trong ngày thứ hai nói rằng họ đã đưa ra một cái thư mời chính thức thứ hai với nhà lãnh đạo đối lập là Edmundo González, có mặt để trả lời thẩm vấn trong cái trang website mà cái nhóm đối lập này tuyên bố là họ đã chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng trước. Ông González, 74 tuổi, vốn là một nhà cựu ngoại giao, đã được tống cái thư mời lần đầu tiên trong cuối tuần lễ qua
và sẽ phải có mặt tại vào ngày thứ hai lúc 10 giờ sáng. Tuy nhiên ông đã không có mặt và ngay sau đó thì văn phòng Bộ Tư pháp đã cho tống cái thư mời thứ hai, và thư mời này đã được bỏ trên trang mạng xã hội của văn phòng công tố viên, trong đó kêu gọi ông ta xuất hiện vào sáng ngày mai thứ ba 10 giờ sáng để điều trần về các cáo buộc nói rằng là có những cái hành động được xem là can dự vào cái quyền thẩm quyền của những người tổ chức bầu cử, và trong đó họ đã cung cấp những chứng từ giả và những hành động bất hợp pháp cùng với một số tội phạm khác. Và ông Gonzalez trong ngày Chủ nhật trên trang mạng xã hội qua video, ông đã kêu gọi một cuộc thẩm vấn mà không có điều kiện, và trong đó tôi sẵn sàng ra điều trần với những cái lời cáo buộc mà họ đưa ra và tôi không có thừa nhận bất kỳ một tội danh nào. Luật của Venezuela cho phép là việc bắt giữ và đưa ra lệnh truy nã đối với ai mà vi phạm 3 lần cái thư mời mà không đưa ra thì họ có quyền đưa ra lệnh truy nã. Và cái tổ chức được xem là Hội đồng Bầu cử Quốc gia của Venezuela và tòa án hàng đầu là tối cao pháp viện đã đưa ra cái phán quyết sau cùng là ông Nicolas Maduro đã chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 28 tây tháng 7 vừa qua, và họ nói rằng họ có khoảng hơn một nửa lá phiếu bầu. Trong khi đó thì nhóm đối lập cho biết là họ mới là người chiến thắng và ông Gonzalez mới là người chiến thắng. Nhiều quốc gia Tây Phương và cộng đồng quốc tế cho rằng là cuộc bầu cử này thiếu minh bạch và đòi hỏi phía chính quyền Venezuela phải chứng minh chiến thắng của ông Maduro. Đây được xem là một trong những biến chuyển mới nhất diễn ra giữa lúc mà phía của Venezuela đang rơi vào một cơn khủng hoảng chính trị. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình Hoa Kỳ ngày hôm nay, Ủy ban tại Hạ viện đã mở ra cuộc điều tra về tình trạng mà có những cái thông tin của người dân đã bị tiết lộ ra bên ngoài. Bản tin mới nhất cho biết thì một vụ tiết lộ tất cả những cái dữ liệu của hàng tỷ người trên thế giới, trong đó đang bị điều tra bởi các nhà lập pháp của liên bang. National Public Data được xem là một cái trụ sở đặt về tín dụng và các cái quá khứ phạm tội của một công ty xác nhận vào đầu tháng này là có ít nhất 1.3 tỷ người đã bị ảnh hưởng bắt đầu từ cái việc mà đã tiết lộ những cái thông tin này ra từ tháng 12 năm 2023. Và trong ngày 22 tháng 8, trong một lá thư gửi cho National Public Data và người chủ tịch của cái tổ chức này là Salvatore Verini, thì chủ tịch Ủy ban Giám sát Hòa viện đã yêu cầu là phải ngay lập tức phải cung cấp tất cả những thông tin liên quan tới cái dữ kiện này và đã sẵn sàng cho một cái đơn kiện tập thể. Và Ủy ban Giám sát cũng như trách nhiệm đang điều tra về thời gian gần đây có những bản báo cáo là những hành động tấn công không gian mạng đã nhắm vào National Public Data, và trong đó bởi những cái nhóm gọi là tội ác không gian mạng được biết với tên là USDoC. Và các nhà lập pháp đã viết trong lá thư như trên, và lá thư này đã được ký bởi dân biểu James Comer là chủ tịch của Ủy ban Giám sát, dân biểu Nancy Mace là nữ chủ tịch của tiểu ủy ban đặc trách về không an toàn không gian mạng, thông tin và kỹ thuật, cũng như là vấn đề cải tổ với vấn đề chính phủ. Và đơn kiện này nhắm vào cái USDoC, những hacker này đã tìm cách đánh cắp những dữ liệu trên qua các cái số social security, số điện thoại, các địa chỉ email cũng như các cái địa chỉ được gửi email, và trong đó họ bán ra ít nhất là 3.5 triệu trên các cái trang web đen, và số lượng người bị ảnh hưởng hiện nay vẫn chưa biết. Tuy nhiên đơn kiện này nói rằng có ít nhất là phải số lượng người bị ảnh hưởng lên tới 2.9 tỷ người. Đây được xem là một trong những cái dữ liệu mới nhất, và bây giờ phía Hạ viện đã mở cuộc điều tra. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, một tòa án tại Wisconsin đã bác bỏ nỗ lực của đảng Dân Chủ tìm cách xóa tên của bà Stein ra khỏi cái lá phiếu bầu. Bản tin mới nhất cho biết thì ứng cử viên của đảng Green Party là bà Jill Stein vẫn tiếp tục có tên trên lá phiếu bầu ở tiểu bang được xem là có cái tính chiến lược là Wisconsin, sau khi mà tối cao pháp viện của tiểu bang này đã đưa ra quyết định ngày thứ hai là không có đáp ứng cái sự thách thức của đảng Dân Chủ tìm cách loại tên của bà ra khỏi lá phiếu bầu. Đảng Dân Chủ lo ngại rằng có ứng cử viên thứ ba có thể sẽ gây tổn là hại cho lá phiếu của bà phó tổng thống Kamala Harris và giúp cho cựu tổng thống Donald Trump thắng cử tại Wisconsin, và họ đã yêu cầu là phía bà này phải lấy tên ra sau khi họ nói rằng đã không làm đúng thủ tục bầu cử, và các ứng cử viên của đảng thứ ba cần phải được ít nhất là phải có từ 4 tới 6 cái cử tri đoàn tại đây, quyết định từ 5.700 phiếu cho tới 23.000 lá phiếu. Và tòa án đã quyết định chống lại cái vụ kiện này của đảng Dân Chủ. Trong đó thì đại diện của đảng Dân Chủ tại tiểu bang Wisconsin nói rằng là bà ta đã không đủ điều kiện để có tên trên lá phiếu bầu. Tuy nhiên, tòa đã bác bỏ cái ý kiến này của phía đảng Dân Chủ, và đảng Green Party cũng như là đảng Cộng Hòa đang chống lại tất cả những đòn pháp lý của đảng Dân Chủ tìm cách loại tên của họ ra lá phiếu bầu. Trong khi đó thì bà Tin lần cuối cùng xuất hiện trên cái lá phiếu bầu của Wisconsin năm 2016 khi bà có được 34.000 phiếu, hơn, và ông Trump đã có
khoảng 23.000 phiếu. Một số thành viên Đảng Dân Chủ quy trách nhiệm là việc này đã giúp cho ông Trump thắng được tiểu bang này trong cuộc bầu cử năm đó. Và đây được xem là một thách thức của Đảng Dân Chủ nhằm để loại trừ tất cả những ai mà gây ảnh hưởng tới lá phiếu của họ và tạo cái sự lợi thế cho ông Trump. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới bầu cử ngày hôm nay, tiểu bang Texas đã cho xóa bỏ 1.1 triệu lá phiếu bầu bất hợp lệ ra khỏi cái danh sách bầu cử. Tiểu bang Texas đã cho xóa bỏ trên 1.1 triệu lá phiếu bầu mà họ nói rằng những lá phiếu bầu này là không đủ điều kiện trong cái danh sách bầu cử đã được thông qua bởi trên sàn thượng viện trong cái luật được ký vào năm 2021 theo tường trình của thống đốc Greg Abbott đưa ra vào ngày thứ hai, trong đó bao gồm 134.000 người đã rời khỏi tiểu bang và 457.000 người đã gần như là không có hiện diện ở tại tiểu bang và trên 6.500 người không phải là công dân của Hoa Kỳ. Và trong đó, những kẻ mà không phải công dân Hoa Kỳ bị xóa bỏ ước lượng là 1.930 người đã từng có ý đã bỏ phiếu trong quá khứ. Và đồng lý văn phòng của tiểu bang cho biết là họ đã rà soát lại cái danh sách của các cử tri ghi danh. Trong đó thì văn phòng Bộ Tư pháp cũng đã điều tra và sẽ có những cái hành động tiềm năng về pháp lý để khởi kiện những người này. Ông Abbott trong năm ngoái đã ký một cái dự luật của Hạ viện gọi là House Bill 1243, trong đó gia tăng việc trừng phạt đối với những lá phiếu bất hợp pháp và những kẻ nào không có quốc tịch mà đi bỏ phiếu, và họ sẽ bị cáo buộc cái tội gọi là second degree felony, tức là trọng tội cấp 2. Và bầu cử là minh bạch và nó bảo vệ cho cái nền dân chủ của chúng ta, ông Greg Abbott đã đưa ra trong một thông cáo báo chí. Và đồng lý văn phòng cũng như là cái hệ thống ghi danh cử tri ở quận hè đã yêu cầu tất cả phải rà soát lại tất cả danh sách cử tri và xóa bỏ những cử tri nào không đủ điều kiện hoặc là có tiềm năng của những lá phiếu bầu bất hợp pháp. Và văn phòng của Bộ Tư pháp cũng như chính quyền địa phương sẽ điều tra và sẽ khởi tố. Lá phiếu bất hợp pháp tại Hoa Kỳ, tại Texas sẽ không được tha thứ. Đây được xem là lời phát biểu mạnh mẽ của ông công tố viên ở tại Texas cũng như là lời khẳng định của thống đốc Greg Abbott. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, công tố viên đặc biệt Jack Smith đã nộp đơn kháng án sau khi mà cái vai trò của ông ta bị vô hiệu hóa trong vụ khởi kiện ông Trump trong vụ gọi là đột kích vào Mar-a-Lago. Công tố viên đặc biệt Jack Smith trong ngày thứ hai đã nộp đơn kháng án với lại tòa liên bang sau khi mà quan tòa Alan Cannon đã đưa ra phán quyết và xóa bỏ cái vụ truy tố của ông ta về cái trường hợp nhắm vào cựu tổng thống Trump trong cái vụ án liên quan tới tập tài liệu mật mà FBI đã đột kích vào Mar-a-Lago. Bà Cannon vốn là quan tòa ở phía nam của Florida đã bác bỏ cái vụ án của ông Smith nhắm vào ông Trump và nói rằng đã vi phạm vào cái quy tắc bổ nhiệm của hiến pháp Hoa Kỳ, và bà nói rằng việc bổ nhiệm ông Jack Smith là không có hợp với hiến pháp. Trong đó thì Bộ Tư pháp đã bổ nhiệm ông công tố viên đặc biệt và người hiện nay đã được cung cấp ngân quỹ, và trong đó tòa án có quyền là do sự duyệt xét của tối cao pháp viện, và tình trạng này là không thể chấp nhận được và chúng tôi yêu cầu phía của tòa kháng án phải xét lại điều này. Trong khi đó thì bà Allen đã lên tiếng và nói rằng tất cả những vai trò chính thức của Bộ Tư pháp hay là của nhân viên đang làm việc cho liên bang, bao gồm các đại sứ, các bộ trưởng công cộng, các văn phòng là lãnh sự, các quan tòa của tối cao pháp viện và một số những vị trí khác ở trong cái hệ thống chính quyền của Hoa Kỳ khi được bổ nhiệm bởi tổng thống là phải được thông qua và được chấp thuận trên sàn của thượng viện. Tuy nhiên thì việc bổ nhiệm ông Jack Smith là chưa bao giờ được xác nhận trên sàn thượng viện, và đây là lý do mà bà quan tòa Alan Cannon đã xóa bỏ vụ kiện này, bởi vì ông ta không đủ tư cách để ngồi vào cái đơn gọi là truy tố ông Trump. Đây được xem là đơn kháng án của ông ta đã được chính thức nộp lên trên tòa kháng án tại Florida. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, cuốn sách về hồi ký của cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump đã bước tới gần cái danh sách bán hàng đầu trên Amazon và được xem là the best seller trước khi mà nó được đưa ra công chúng. Bản tin mới nhất cho biết thì cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump, cuốn sách hồi ký của bà đang được xem là một trong những cái cuốn sách được đón chào nhất trên cái hệ thống bán hàng của Amazon và gọi là best seller list chỉ trên một tháng sau khi mà nó đã bắt đầu chính thức được bán ra ngoài. Và cuốn sách này là First Ever Memoir, tức là cái cuốn mà gọi là cuốn hồi ký đầu tiên của Melania, trong đó đã được công bố sẽ chính thức cho ra mắt công chúng vào ngày 1 tây tháng 10. Tuy nhiên thì gần như cái đơn đặt hàng trước đó đã là tràn ngập và gần như là cuốn sách này đã được đặt bởi rất nhiều người và được xem là cuốn sách best seller
của Amazon khi mà nó chưa được chính thức công chúng, đưa ra công chúng, mà chính thức là 1 tháng 10, nhưng những cái đơn pre-order, tức là đặt hàng trước, thì đã tràn ngập ở trên Amazon. Đây được xem là một trong những thành công mới nhất của bà cựu đệ nhất phu nhân khi ra cuốn hồi ký đầu tiên của bà. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, cựu Tổng thống Trump sẽ phủ quyết cái việc mà gọi là ban hành lệnh cấm phá thai trên toàn quốc. Đó là lời khẳng định của ông thượng nghị sĩ Jerry Vance, cũng là người đứng chung liên danh với ông Trump. Bản tin mới nhất cho biết thì một trong những ứng cử viên của ghế tổng thống và phó tổng thống là ông Jerry Vance trong ngày 25 tây tháng 8 vừa qua lên tiếng và nói rằng cựu Tổng thống Trump nếu thắng cử, ông sẽ phủ quyết cái luật gọi là ban cấm tất cả và gọi là phá thai trên toàn quốc. Nếu quý vị ủng hộ, quý vị sẽ biết được là nếu ông trở thành Tổng thống Hoa Kỳ, quý vị sẽ thấy rõ ràng ông sẽ phủ quyết cái luật này nếu nó được đặt tới bàn của ông. Ông Vance đã phát biểu trong chương trình của NBC Meet the Press, Tổng thống có thể ký phủ quyết bất kỳ một cái dự luật nào liên quan tới việc buộc phải phá thai, mặc dù nó có thể được chấp thuận của lưỡng viện quốc hội và lưỡng viện quốc hội có thể override trong vấn đề này. Tuy nhiên thì nó đòi hỏi phải 2/3 của Hạ viện và 2/3 của Thượng viện. Và vị ứng cử viên phó tổng thống này nói rằng là điều này sẽ không bao giờ xảy ra bởi vì ông Trump sẽ phủ quyết cái đạo luật này nếu nó được xông qua trên sàn Hạ viện và Thượng viện. Donald Trump tôi nghĩ rằng ông đã có vị trí và rất rõ ràng. Ông muốn rằng mỗi một tiểu bang đưa ra quyết định riêng, chứ ông không muốn thu nó về quyền của chính quyền liên bang. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất mà ông Jerry Vance đã lên tiếng sau khi mà chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris đã đưa ra lời hù dọa. Nếu ông Trump thắng cử, ông sẽ ký và cấm phá thai trên toàn quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới cựu Tổng thống Trump ngày hôm nay, một cựu thành viên của đảng Dân Chủ là bà Tulsi Gabbard đã chính thức lên tiếng endorse cho cựu Tổng thống Donald Trump. Cựu thành viên của đảng Dân Chủ và là dân biểu của Hạ viện trước đây đại diện cho tiểu bang Hawaii đã chính thức lên tiếng endorse cho cựu Tổng thống Trump trong cuộc tranh cử tổng thống, và gần như bà đã rời bỏ đảng Dân Chủ trong 4 năm qua và được xem bà là một người tìm đủ một cách loại trừ Kamala Harris và nói rằng chính bà Kamala Harris là một trong những kẻ đã gây ra cuộc rút quân hỗn loạn tại Afghanistan. Xuất hiện ngày thứ hai chung với ông Trump tại Detroit, bà Gabbard được xem là một cựu vệ binh quốc gia, người đã từng phục vụ ít nhất là 2 lần ở tại Trung Đông, đã nói rằng là vị ứng cử viên của đảng Cộng Hòa hiểu được cái sự can đảm và trách nhiệm của trong vai trò là một tổng tư lệnh quân đội và bảo vệ cho mỗi một sinh mạng của các binh sĩ. Và cả hai người đã xuất hiện trong cái hiệp hội của hiệp vệ binh quốc gia, trong đó đánh dấu năm thứ 3 là cái năm mà ngày 26 tây tháng 8 năm 2021 đã có một vụ đánh bom tại phi trường Hamid Karzai International, trong đó khiến cho 13 binh sĩ thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ đã bị thiệt mạng và trên 100 người Afghanistan. Bà Gabbard đã đi chung với ông Trump trong ngày thứ hai tới cái nghĩa trang quốc gia là Arlington National Cemetery, và trong đó thì cựu Tổng thống Trump đã vinh danh 13 binh sĩ này, trong đó bao gồm tất cả những binh sĩ đã hy sinh. Trong ngày thứ hai, bà Gabbard ca ngợi ông Trump là một người đã cứng rắn với kẻ thù và chống lại cái chủ nghĩa độc tài và liên minh với các đối tác và đồng minh để theo đuổi cái hòa bình và chặn đứng tất cả những cuộc chiến vô nghĩa diễn ra. Bà lên án đảng Dân Chủ ở tại Tòa Bạch Ốc là đang đối diện với hàng loạt các mặt trận và các cuộc chiến trên toàn thế giới và gần như là đang đẩy đất nước và cả thế giới vào một cuộc chiến nguyên tử chưa bao giờ có. Bà lên tiếng cho biết là bà ủng hộ ông Trump kể từ khi mà trong lúc mà bà còn ngồi ghế Hạ viện ở tại Hoa Kỳ năm 2019, và bà nói rằng bà là nhà lập pháp duy nhất hiện diện ở tại Hạ viện, và trong đó gần như là bà không muốn impeach đối với cựu Tổng thống Trump trong vấn đề của Ukraine. Đây được xem là một trong những lời lên tiếng của bà Tulsi Gabbard, vốn là người của đảng Dân Chủ, và giờ đây bà rời khỏi đảng Dân Chủ. Tuy chưa chính thức là gia nhập đảng Cộng Hòa, nhưng bà đã lên tiếng và endorse cho ông Trump. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của cựu Tổng thống Trump ngày hôm nay, sau khi giới truyền thông tung ra một đống tin thì ông Trump lên tiếng nói rằng ông hoàn toàn không có ý kiến và cũng không phản đối trong việc mà tắt hay không tắt microphone trong cuộc tranh luận đối với bà Kamala Harris. Cựu Tổng thống Trump trong ngày thứ hai nói rằng ông không có vấn đề trong việc tắt microphone hay mở microphone trong cái cuộc tranh luận vào ngày 10 tây tháng 9 sắp tới đây với bà Kamala Harris trên đài ABC.
chúng ta đã đồng ý cùng một quy tắc tôi không hiểu và doesn't matter, tức là nó không có nghĩa lý gì với tôi. Ông đã nói với đài truyền hình CNN khi hỏi rằng là ông muốn dùng cái microphone để mở liên tục hay là muốn đóng lại cái microphone trong lúc tranh luận. Tôi đã vượt qua và tất cả đã đồng ý, và cùng một lượt họ đã đồng ý so với lần trước. Và trong trường hợp này, tắt cái microphone, tôi thì lần trước tôi không thích lắm, nhưng mà đối với tôi không thành vấn đề. Bây giờ họ cố gắng thay đổi điều này. Sự thật thì họ cố gắng tìm cách lời ra khỏi, bởi vì bà ta không muốn tranh luận. Họ không muốn bà ta tranh luận. Bà ta không phải là một người tranh luận. Bà ta không phải là một người thông minh. Bà ta không hoàn toàn muốn tranh luận. Do đó, họ đặt ra điều kiện khác. Bên phía Kamala Harris đã đưa ra điều kiện mới là hai cái microphone sẽ mở liên tục trong vòng 90 phút và không tắt microphone. Trong khi đó, trước đó thì ông Joe Biden và ông Trump tranh luận trên đài CNN, thì quy tắc được đặt ra khi ứng cử viên khác nói thì cái microphone của ứng cử viên này sẽ bị tắt cho tới khi được hỏi. Đây được xem là một trong những chi tiết mới nhất liên quan tới cuộc tranh luận của ông Trump và bà Kamala Harris vào ngày 10 Tây tháng 9. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới cựu Tổng thống Trump ngày hôm nay, ông nói rằng ông rất mong muốn mời ông Musk gia nhập vào nội các. Tuy nhiên, ông Musk chưa chắc đã có thời gian phục vụ trong nội các của Tòa Bạch Ốc. Bản tin mới nhất cho biết thì ông Musk, Elon Musk sẽ không có thời gian nằm trong nội các của ông Trump khi mà có những đòi hỏi quá lớn trong việc điều hành công ty của ông. Tuy nhiên, ông có thể đóng vai trò cố vấn. Cựu Tổng thống Trump đã đưa ra lời phát biểu vào ngày thứ hai: Elon và tôi đã có mối quan hệ rất tốt, anh ta là một người rất tuyệt vời, anh ta là một người thông minh và chúng tôi có những cái bản đồng thuận. Chúng tôi cũng không có nhiều lắm và anh ta là một người tử tế và anh ta biết được... Anh ta biết lúc nào cắt và giảm và anh ta biết lúc nào dừng lại. Đó là lời phát biểu của ông Trump với lại cựu hải quân người nhái có cái tên gọi là Sean Ryan. Và anh ta muốn can dự. Bây giờ thì anh ta đang điều hành rất nhiều những công ty và anh ta không còn thời gian. Tôi không nghĩ là anh ta có thể có thời gian trong nội các của tôi. Tôi sẵn sàng đưa anh ta vào nội các tuyệt đối và tôi không biết rằng anh ta có thể có khả năng có thời gian để gia nhập vào nội các hay không. Tuy nhiên thì với AI thì không ai biết rõ AI bằng Elon Musk. AI tức là trí tuệ nhân tạo và anh đang theo đuổi những cái dự án này. Vào tuần trước thì ông Trump nói với hãng thông tấn Reuters nếu được đắc cử, ông sẽ duyệt xét việc chấm dứt 7.500 Mỹ Kim tiền thuế để ưu đãi cho những ai mua xe điện. Và điều này ông cho là sự bất công và ông Elon Musk cũng đã từng chống đối điều này, mặc dù ông là người làm chủ công ty bán xe điện. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình Á Châu ngày hôm nay, Trung Quốc tuyên bố sẽ có những hành động cứng rắn nhắm vào Philippines trên quần đảo tranh chấp. Trung Quốc tuyên bố sẽ có những hành động cứng rắn nhắm vào hai chiếc tàu tuần duyên của Philippines đã bước vào khu vực biển tranh chấp ở bãi cảng Sabina trên quần đảo Trường Sa. Lực lượng hải giám của Trung Quốc cáo buộc rằng Manila đã gửi hai chiếc tàu tuần duyên này bất hợp pháp đi vào khu vực họ gọi là Xianbingchao, theo ngôn ngữ của Trung Quốc, và nó là cái tên của bãi cảng Sabina Shoal. Và chiếc tàu này vẫn gây nguy hiểm và tiếp cận với lại tàu hải giám của Trung Quốc một cách thiếu thận trọng. Và phía lực lượng hải giám Trung Quốc đã kiểm soát và cứng rắn nhắm vào tàu Philippines. Trong đó thì lực lượng tuần duyên Philippines cho biết họ đã gửi hai chiếc tàu này tới để mà bảo đảm cái hàng hải ở trên bãi cảng Sabina. Và các chiếc tàu này nằm gần bãi cảng và họ đã bị buộc phải bỏ rơi tất cả những cái sứ mạng cứu trợ sau khi mà Trung Quốc đã đưa tất cả tàu hải giám của họ ra và quấy phá tàu của Philippines, theo tường trình của Philippines đưa ra. Và chúng tôi đã bị bao vây, chúng tôi rất khó khăn để vượt thoát ra bên ngoài. Điều mà Trung Quốc không ngờ được là trên hai chiếc tàu này lại có phóng viên chính thức của hãng thông tấn AFP đã chứng kiến từ đầu tới cuối về cái hành động gọi là diều hâu của Cộng sản Trung Quốc. Và họ đã chụp hình, quay phim và bắt đầu tung những đoạn video này lên. Đây được xem là một trong những cái cuộc đụng độ mới nhất sau khi mà tàu hải giám của Trung Quốc đã tiếp cận và xịt vòi rồng vào hai chiếc tàu của Philippines ở khu vực được xem là nằm trong bãi cảng Second Thomas Shoal và khu vực Sabina Shoal, được xem là nằm trong khu vực đặc quyền kinh tế của Philippines. Hôm Chủ nhật thì đôi bên cũng có cuộc đụng độ mạnh mẽ ở tại bãi cảng Second Thomas Shoal, và đây được xem là một trong những biến cố mới nhất đã diễn ra ở trên Biển Đông. Và ngay lập tức thì cộng đồng quốc tế đã lên tiếng chỉ trích về việc mà Trung Quốc đã có hành động diều hâu đối với Cộng sản Trung Quốc. Ngay sau khi những biến cố này xảy ra, Đảng Cộng sản Trung Quốc tìm cách gọi là tung tin giả trên tất cả các hệ thống truyền thông xã hội để làm loãng câu chuyện thật sự về việc mà tàu Trung Quốc đã xịt vòi rồng vào tàu ngư phủ của Philippines. Biến cố này xảy ra ngày 25 Tây tháng 8 khi mà tàu ngư phủ Philippines thuộc cơ quan ngư nghiệp đã bị hai chiếc tàu hải giám của Trung Quốc tiếp cận, và trong đó họ đã sách nhiễu và xịt vòi rồng vào tàu của Philippines.
và Liên hiệp Âu Châu đại sứ của họ ở tại Philippines là Luc Venron lên tiếng và nói rằng chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây hành động nguy hiểm và cố tình có hành động bức hại trong một cái post trên trang Platform X vào ngày 25 tây tháng 8. EU tin tưởng rằng và tôn trọng tất cả những luật lệ quốc tế, trong đó bao gồm luôn cái luật UNCLOS năm 1982 dành cho Biển Đông. Năm 2016 thì một tòa án ở La Hay đã bác bỏ cái đường cũ đoạn theo đòi hỏi của Bắc Kinh, trong đó 85% Biển Đông là chủ quyền của họ, tổng cộng là 2.2 triệu square mile. Và trong đó thì nói rằng đây là một cái hành động vi phạm vào UNCLOS. Ngay lập tức cái hành động của Trung Quốc đã bị lên án bởi Liên hiệp Âu Châu. Và ngay sau đó Úc, Nhật Bản, New Zealand, Hoa Kỳ và Anh Quốc đồng thời cũng lên tiếng lo ngại về tình trạng của Trung Quốc đang có những hành động được xem là uy hiếp tới Philippines trên các cái khu vực quần thuộc quần đảo Trường Sa. Sabina Show được biết với cái tên là Escoda Show ở Philippines và Trung Quốc thì gọi đây là Sabine Reef và nằm ở trên Biển Đông và nó nằm trong đặc quyền kinh tế bờ biển phía Tây của Philippines. Đại sứ của Nhật Bản tại Philippines là Endo Kazuza lên tiếng bố trên trang Platform X nói rằng đây là một cái sự phát triển không thể chấp nhận được, bất kỳ một hành động sách nhiễu nào hay là gia tăng sự căng thẳng cản trở quyền tự do hàng hải đều không được tha thứ và hành động này vi phạm vào luật quốc tế. Đây là một trong những phản ứng của phía cộng đồng quốc tế đưa ra ngay sau khi mà Bắc Kinh đã đưa ra những hành động diều hâu đối với lại tàu của Philippines. Và đó là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi chiều tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!